Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 17 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Một số địa phương tiến hành sơ kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Ân Thi tập trung xử lý một số tồn đọng trong giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của tỉnh. Các địa phương tại huyện Kim Động tập trung xây dựng sân chơi ao bơi giúp trẻ em có nơi vui chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn trong thực hiện đề án số 06. Nỗi đau của những người vợ, người mẹ khi có chồng con nghiện ma túy, thậm chí cả lây nhiễm HIV. Thưa quý vị và các bạn, huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tới dự có đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn huyện đã kết nạp được gần 150 quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc thực hiện 4 đề án của huyện về phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả cao. 2 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt gần 8,4%. Giá trị thu nhập trên 1 hectare đất canh tác đạt 205 triệu đồng trên năm. Hiện nay, toàn huyện đã có 2 xã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng huyện Tiên Lữ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm từ khi mới phát sinh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, quan tâm chỉ đạo giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án của tỉnh của huyện, tăng cường công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường. Thị ủy Mỹ Hào cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. Qua nửa nhiệm kỳ, tình hình kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã cơ bản đạt 13 trên 31 nhiệm vụ của 18 chỉ tiêu chủ yếu. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ đạt từ 85% trở lên, kết nạp Đảng cho hơn 300 quần chúng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 81.000 tỷ đồng, tăng bình quân 9,7% trên năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 6.100 tỷ đồng, tăng 17% trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Thực hiện thu hồi đất để triển khai 35 dự án đầu tư với tổng diện tích khoảng 447 hectare. Đến nay, toàn thị xã có 13 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, 5 trên 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào điều chỉnh bổ sung một số mục tiêu chỉ tiêu theo hướng cao hơn. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thực hiện nghiêm minh, phấn đấu mỗi năm kết nạp thêm 170-180 đảng viên mới, tập trung phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Mỹ Hào trở thành đô thị loại 3, 6 trên 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng qua, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên ứng cử tại huyện Văn Lâm có buổi tiếp xúc với cử tri 11 xã thị trấn của huyện. Tại buổi tiếp xúc, cử tri được thông tin về chương trình nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc trước. Cử tri cũng kiến nghị tỉnh và huyện quan tâm một số vấn đề như xử lý vấn nạn ô nhiễm môi trường trong các làng nghề và các dòng sông chảy qua địa bàn, tăng cường công tác quản lý đất xen kẹp dôi dư, ao hồ công ích, thu hồi các dự án không hoặc chậm triển khai, gây lãng phí đất đai, quy hoạch thêm điểm vui chơi, bãi đỗ xe trong các làng xã. Nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ dự án đường vành đai 4, vùng thủ đô Hà Nội, song mong muốn tỉnh quy hoạch khu tái định cư cho phù hợp, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để các hộ dân thuộc diện tái định cư yên tâm bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhà
Nhằm đảm bảo tiến độ thi công các dự án trọng điểm của tỉnh, huyện Ân Thi đang tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là giải quyết các điểm tồn đọng tuy không nhiều nhưng khiến công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành dứt điểm. Xã Quảng Lãng là một trong những địa phương có nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong quá trình giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 5, 620 hộ đã nhận tiền đền bù hỗ trợ đất, còn 3 hộ vẫn chưa nhận đền bù do có tranh chấp, định suất quản treo. Đối với dự án cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ, còn 4 hộ chưa đồng ý với phương án bồi thường. Địa phương đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp sớm giải quyết để bàn giao cho đơn vị thi công. Chúng tôi đã đang tuyên truyền và sẽ tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình để làm sao mà nắm được cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về thu hồi giải phóng mặt bằng. Còn đến một cái thời điểm nhất định nào đấy mà các hộ vẫn cố tình không chấp hành thì chúng tôi sẽ cương quyết để làm theo đúng quy định pháp luật để giải phóng mặt bằng, để bàn giao cái mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Xã Quảng Lãng cũng vừa vận động thuyết phục được một hộ dân đồng ý với phương án thu hồi đất cho dự án khu công nghiệp số 5. Đây là động lực để địa phương tiếp tục giải quyết những tồn đọng còn lại. Xã Đặng Lễ hiện còn 5 trường hợp chưa thu hồi đất, trong đó có 2 hộ thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án cụm công nghiệp Nghĩa Tân, Phạm Ngũ Lão, 3 hộ thuộc dự án cụm công nghiệp Quảng Lãng Đặng Lễ. Các hộ đều đồng thuận với chủ trương nhưng vẫn chưa chấp nhận mức bồi thường. Thì họ đều với cái lý do là xin muốn là được góp vốn vào với lại chủ đầu tư. Thế và nếu không được thì là sẽ được đổi đất sang một cái vị trí khác. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục kết hợp với ban quản lý dự án huyện là sẽ mời các cái hộ này về để làm việc và tuyên truyền vận động để làm sao người ta nắm được cái chủ trương của tỉnh cũng như là của huyện. Hiện huyện Ân Thi còn tồn đọng một số hộ chưa giải phóng được mặt bằng ở các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng, Đặng Lễ. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn gốc đất đai, nhiều diện tích đất vắng chủ chưa xác định được chủ đất. Huyện Ân Thi đang tích cực triển khai nhiều biện pháp sớm xử lý dứt điểm những tồn đọng, tạo động lực trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án tiếp theo. Năm 2022, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Không dừng lại ở đó, xã đang tích cực trong việc xây dựng các thôn thông minh. Xã Bình Minh lựa chọn thôn Bằng Nha để xây dựng mô hình thôn thông minh. Với nguồn kinh phí khoảng 60 triệu đồng từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và nguồn xã hội hóa từ người dân, đến nay đã lắp đặt được trên 50 mắt camera an ninh hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Hệ thống wifi miễn phí đã được lắp đặt tại khu vực như nhà văn hóa thôn, sân vận động, chùa, đền. Thôn có hệ thống loa truyền thanh không dây giúp truyền tải thông tin văn bản chỉ đạo của các cấp đến người dân nhanh hơn và tiện lợi hơn. Cán bộ thôn đang ứng dụng nền tảng số Zalo, Facebook để thông tin tuyên truyền. 100% các hộ dân trong thôn đã thực hiện xong kích hoạt định danh điện tử. Với những lợi ích thiết thực mà công nghệ số mang lại, mô hình thôn thông minh ở đây nhận được sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn. Việc xây dựng thôn thông minh ở xã Bình Minh đã dần đưa công nghệ số vào cuộc sống ở nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách nông thôn thành thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chú trọng cải tạo các sân chơi, ao bơi, xây dựng những mô hình câu lạc bộ và huy động sự tham gia của mọi người để mở nhiều lớp học cho từng lĩnh vực bộ môn thể thao. Đó là những cách làm của huyện Kim Đồng để tập trung xây dựng sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu nhi trong dịp hè này. Ngay đầu tháng 5, Đoàn Thanh niên xã Thọ Vinh đã phối hợp với doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tổ chức và mở lớp dạy bơi cho thanh thiếu nhi trong xã. Tận dụng cơ sở vật chất và sự hỗ trợ của thầy giáo môn bơi lội, mỗi buổi chiều, đoàn viên thanh niên xã bố trí luôn phiên nhau có mặt ở bể bơi để tham gia hướng dẫn các em. Cách làm này đã thu hút hàng trăm em thiếu nhi không chỉ ở Thọ Vinh mà còn ở các xã lân cận đến với lớp học bơi này. Em rất thích bơi là vì đây là một địa việc tốt, rất tốt cho sức khỏe và giúp cho cơ thể mình dẻo dai và tăng cơ thể, tăng chiều cao. Từ đầu hè em tham gia lớp học bơi và được anh chị hướng dẫn và em đã tự tin hơn trong việc bơi lội của mình. Đoàn xã Thọ Vinh thì đã tổ chức và mời thầy giáo mở lớp dạy bơi và nhờ công ty trách nhiệm hữu hạn cộng đồng 18 tháng 4 là về cơ sở vật chất. Hoạt động này thì nhận được sự ủng hộ của phụ huynh và các cháu và cộng đồng rất là cao. Quỹ đất của xã còn trống, trong khi các em nhỏ đều chỉ có không gian vui chơi tạm, nhỏ hẹp, chủ yếu trong nhà văn hóa các thôn. Vì vậy đầu tháng 4 năm nay, Ban chấp hành đoàn xã Mai Động đã chủ động đề xuất và triển khai xây dựng khu sân chơi cho thanh thiếu nhi. Với nguồn lực huy động xã hội hóa trên 170 triệu đồng,
công trình sân chơi rộng rãi hiện đại với lưới bao quanh, điện cao áp đầy đủ đã được đưa vào sử dụng từ đầu hè trong sự vui tươi, phấn khởi của các em thanh thiếu nhi địa phương. Đoàn xe máy động đã được sự nhất trí của các đồng chí lãnh đạo địa phương, sau đó là mình tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, huy động nguồn lực xã hội hóa, rồi đưa những thông tin, những hình ảnh, thông tin mình cập nhật đưa lên fanpage của trang đoàn xã máy động mình, mọi mạnh thường quân rồi các doanh nghiệp, các cá nhân ủng hộ để xây dựng một sân chơi lành mạnh cho các cháu, tránh xa những cái trò chơi điện tử hoặc là tai nạn xã hội. Đến nay, huyện Kim Động có tổng số 10 ao bơi và bể bơi thông minh, 100% các xã thị trấn đều đã quy hoạch và xây dựng được khu vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt vui chơi nhất là trong dịp hè, huyện đoàn cũng tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, xây dựng nhiều mô hình sân chơi tại các địa phương ở nhiều bộ môn lĩnh vực như bơi lội, võ thuật, bóng đá, văn nghệ, nghi thức đội. Ngay từ đầu hè thì huyện đoàn đã chỉ đạo đoàn các xã tăng cường công tác gọi là xã hội hóa cũng như là tại địa phương để thành lập các đội tình nguyện giúp các cháu tham gia các hoạt động hè. Ví dụ như sân chơi cuối tuần này, rồi là cải tạo các ao bơi hoặc là các lớp dạy bơi theo cụm, ví dụ 3 xã 1, thu hút rất đông đảo các đoàn thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Ngoài ra, các địa phương huyện Kim Động cũng tăng cường xã hội hóa, tạo nguồn lực để đầu tư, nâng cao cơ sở vật chất và lắp đặt các trang thiết bị sân chơi theo hướng hiện đại an toàn. Nhờ đó giúp thanh thiếu nhi trên địa bàn có những trải nghiệm hè thú vị và lành mạnh để phát triển toàn diện. Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình ghép cải tạo giống vải trứng Hưng Yên trên gốc vải đại chính tướng Phù Cừ do Viện Nghiên cứu Giao quả chủ trì và thực hiện. Sau 3 năm triển khai, nhóm chuyên gia của Viện Nghiên cứu Giao quả, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, đánh giá khảo sát thổ nhưỡng, đặc điểm sinh học của gốc ghép và mắt ghép, đã ghép thành công với tỷ lệ sống cao, hoàn thiện được quy trình kỹ thuật ghép vải trứng Hưng Yên trên gốc ghép là vải lai. Đã ứng dụng quy trình và các công thức thích hợp xây dựng mô hình ghép trên diện tích 3 hectare với 900 gốc vải lai chín sớm Phù Cừ có độ tuổi từ 5 đến 20 tuổi cho hiệu quả cao tại hai xã Phan Xảo Nam và xã Minh Tân. Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu hoàn thiện về quy trình ghép cải tạo vải trứng Hưng Yên trên gốc vải lai. Các thành viên hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện quy trình kỹ thuật để khuyến cáo cho nhân dân áp dụng. Theo kết quả bỏ phiếu, hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài được đánh giá xếp loại xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định công nhận thêm 2 làng nghề, nâng tổng số các làng nghề được công nhận trên địa bàn tỉnh là 45 làng nghề. 2 làng nghề mới được công nhận là làng nghề đậu phụ An Vĩ, xã An Vĩ, huyện Quế Châu và làng nghề mộc bùi bồng, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Trong đó, làng nghề đậu phụ xã An Vĩ có trên 950 hộ làm nghề, chiếm 37% số hộ trong xã. Sản phẩm chủ yếu của làng nghề là đỗ tương, đậu phụ, bã nước đậu. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 35 tỷ đồng. Làng nghề mộc bùi bồng có trên 200 hộ làm nghề, chiếm 55% số hộ của xã. Sản phẩm chủ yếu là đồ mộc gia dụng, mộc mỹ nghệ như ghế salon, trụ cầu thang, kệ tủ, giường, cửa gỗ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Năm 2022, doanh thu của làng nghề đạt trên 110 tỷ đồng, thu nhập bình quân của hộ tham gia hoạt động ngành nghề đạt 257 triệu đồng một năm. Các hộ làm nghề đều sản xuất kinh doanh hiệu quả và chú trọng bảo vệ môi trường. Mới đây, anh Hoàng Văn Nhật, 27 tuổi, là đoàn viên ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, được tỉnh đoàn Hưng Yên và Sở Khoa học và Công nghệ trao tặng mô hình ý tưởng khởi nghiệp với thương hiệu nước giặt sinh học Logi. Năm 2011, anh Nhật ra trường đại học đã 2 năm nhưng chưa tìm được công việc ổn định. Sau khi anh nghiên cứu phát triển chế tạo ra nước giặt, túi giặt từ nguyên liệu tự nhiên như bồ kết, xả, quế, được Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp giấy phép ban hành năm 2012, mang thương hiệu Logi, được tiêu thụ trên phạm vi toàn quốc. Đây là sản phẩm nước giặt sinh học, thân thiện, bền với vải và không gây dị ứng cho da khách hàng. Để nhiều người biết tới thương hiệu nước giặt của mình, anh đã mở hiệu giặt là sinh học tại chợ Trần Cao.
Hiện anh tạo việc làm cho 6 lao động là thanh niên với mức thu nhập 7 triệu đồng một tháng. Quá trình nghiên cứu, tôi đã phát triển mẫu nước giặt Noji, nghĩa là Noji viết bản chất lượng rất là sạch, thơm, khử mùi hôi và lưu hương rất là tốt. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai đề án số 06, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau. Các sở ban ngành khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành an toàn an ninh thông tin, xây dựng phương án thuê hoặc đề xuất đầu tư các hạng mục theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Trong tháng 9 năm 2023, các cơ quan đơn vị hoàn thành đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp để từ đó lựa chọn những dịch vụ công thiết thực có đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tiến tới cung cấp các ứng dụng thủ tục hành chính. Thực hiện chuẩn hóa tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại các thông tin đã có, đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng cập nhật kết nối liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và đề án số 06, rà soát nhu cầu đào tạo bồi dưỡng tập huấn liên quan đến đề án số 06 và chuyển đổi số. Không sử dụng ma túy nhưng không ít người vợ, người mẹ lại phải trực tiếp chịu đựng nỗi đau từ cái chết trắng do chồng con mang lại. Thậm chí có người còn vô tình bị lây nhiễm cả HIV. Phóng sự được thực hiện nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp khoảng 40m2, lại ẩm thấp do thường xuyên bị nước mưa tràn ở thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khói Châu, là nơi chị Thờ, 40 tuổi, đang sinh sống cùng chồng, mẹ chồng và hai đứa con. Cách đây 20 năm, người phụ nữ quê Thanh Hóa này gặp người chồng tương lai trong dịp anh vào đó công tác. 20 năm chung sống, chị không ngờ người chồng nghiện ma túy đã bị nhiễm HIV và lây sang mình từ lúc nào. Lúc phát hiện, chị cảm thấy tuyệt vọng. May mắn là hai con chị đều học giỏi và không bị nhiễm bệnh từ bố mẹ. Hiện chồng chị đang chữa bệnh tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Thì hồi đấy là em không có biết là chồng em bị mắc vào bệnh xã hội như thế. Lúc đấy thì thật sự là cái tư tưởng của em rất chỉ là bị sốc. Mọi người họ hàng lại cũng là giấu em, tại vì lúc đấy em mới sinh cháu được mười mấy ngày ấy. Thì may mắn cho cháu là sau khi 18 tháng thì xét nghiệm bao nhiêu lần đều là âm tính hết. Lấy cháu để mình phấn đấu cho những ngày tiếp theo, cố gắng làm rồi để nuôi con. Trong căn nhà 3 tầng tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười, bà Hoàng Thị Liên, khu phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên chia sẻ, anh S, người con trai duy nhất của bà, từng vướng vào nghiện ma túy nhiều năm. Bà từng mang con đi cai nghiện tại nhiều nơi nhưng đều không thành công. Sau khi được gia đình động viên tự nguyện đi cai tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên, với sự chăm sóc sát sao gần gũi của cơ sở và gia đình, anh S đã cai nghiện thành công được hơn 10 năm nay. Thế trong khi mà dính vào nghiện ma túy thì gia đình rất là khó khăn. Thế thì bản thân tôi thì cũng làm bộ đội, là người mẹ về hưu. Có con như thế thì cũng không biết làm thế nào, chỉ có quyết tâm là làm rồi để có phương hướng để cai nghiện cho con. Gia đình cũng tự nguyện là cho cháu lên trung tâm ân thi cai. Cũng may mắn là gia đình nhà tôi đến bây giờ thì cháu được chục năm rồi, là hoàn toàn trong sạch với ma túy. Từ đợt em lên trung tâm cai 2 năm 2013, đến bây giờ em về được hơn chục năm rồi thì có con hai đứa. Bây giờ thì hai vợ chồng em thì buôn bán đồ tạp hóa. Ma túy đem lại những hậu quả nặng nề cho chính mỗi người nghiện cũng như gia đình xã hội. Để không còn những nỗi đau do ma túy đem lại, không chỉ cần sự quyết tâm của người nghiện mà còn cần sự chung tay của cả gia đình, cộng đồng để họ có thể tự đứng lên làm lại cuộc đời.